Vì sao nhiều người ở trạng thái vô định mỗi ngày, trôi qua mỗi giờ, trôi qua không có được cái năng lượng, không có được cái sự hạnh phúc, không có được cái sự bình an, niềm vui trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và một buổi sáng thức dậy thì chúng ta cũng không biết được điều mà chúng ta đi tìm kiếm trên cuộc đời này là gì. Lý do quan trọng nhất là chúng ta không rõ ràng mục tiêu, không có mục tiêu, không rõ ràng được cái điều mình muốn. Con người mà không có mục tiêu cũng giống như là chiếc tàu mà khởi hành xuất bến mà không có điểm đến, cứ lênh đênh trên biển vậy, cứ như cây gỗ lênh đênh trên dòng sông, phó thác cuộc đời của mình cho nước, nó trôi dạt đến đâu thì hay đến đó. Đây là một bí kíp của thầy Jim Rohn chia sẻ cái cách mà chúng ta đạt được những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống, trong công việc. Đó là chúng ta hãy thiết lập cho mình những mục tiêu rõ ràng, những điều mình mong muốn. Mục tiêu đó cũng giống như là thỏi nam châm để thu hút rất nhiều nguồn lực mới, cơ hội mới, sự may mắn đến với chúng ta. Và bao nhiêu các bạn đã biết cách thiết lập mục tiêu thông minh cho mình rồi ạ? Nếu các bạn chưa biết cách đặt mục tiêu thông minh thì hãy comment bên dưới video này để Nhung tặng cho các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết video. Xin chào.